Bắt khẩn cấp Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giả mạo trong công tác. Quý vị thân mến, tham nhũng tiêu cực gây tác hại rất nghiêm trọng ở những nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam. Về mặt chính trị, tham nhũng làm mục ruỗng các thể chế. Về mặt kinh tế, nó ăn bám vào nền kinh tế gây ra những tổn thất to lớn nhưng khó xác định, làm tăng tình trạng nợ lần và bần cùng của đất nước. Càng để mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng của chúng ta càng mạnh mẽ lên, càng củng cố, càng tăng cường được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên phạm vi cả nước, không chỉ ở Trung ương mà cả ở các địa phương. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nông Đức Di, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn, về hành vi giả mạo trong công tác. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ lập chuyên án làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều công ty hoạt động tư vấn về môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2024 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Các bị can bao gồm Nguyễn Thị Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn TQB Phú Thọ, Bùi Trung Quân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường CETEC Hà Nội, Đinh Thị Diệu, nhân viên Công ty Cổ phần EGC chi nhánh Phú Thọ, Giám đốc Công ty Môi trường LT Hà Nội, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Văn Tản, Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng Hà Nội, Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn GMT Phú Thọ, Nguyễn Trần Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Trường Thành Hà Nội, bị can Ngô Thị Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Triệu Quý Hợi, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định mặc dù các công ty hoạt động tư vấn về môi trường không có máy móc, thiết bị, không có nhân lực chuyên môn về tư vấn môi trường nhưng vẫn thực hiện các hoạt động tư vấn, lập hàng trăm các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn cả nước, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Đây là vụ án đầu tiên trên toàn quốc khởi tố xử lý các đối tượng về hành vi làm giả các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lập giả các báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong một thời gian dài, liên quan đến nhiều tỉnh thành, có sự tiếp tay móc nối tạo điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, rất nhiều địa phương đã khởi tố cả Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở như Vĩnh Phúc, Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Nam. Kết quả này cho thấy công tác phòng chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, phe cánh làm nhụt chí của những người khác. Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có rất nhiều những chuyển biến tích cực. Có thể khẳng định rằng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả có tác dụng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển rất rõ rệt. Bởi đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực sẽ bịt lại những lỗ hổng thất thoát của nền kinh tế chung đang chảy vào những túi riêng, đã dần lấy lại được niềm tin của quần chúng nhân dân trên phạm vi cả nước. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nóng rực, triều đình rung chuyển, trưởng lo chỉ đạo khẩn về tham nhũng, thẳng tay cho dụng hàng loạt củi to, củi nhỏ. Ai sẽ là cái tên tiếp theo tra còng? Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuộc họp nhằm thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo đến nay, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Trong cuộc họp này, những vụ án chấn động liệu đã có manh mối và đi đến hồi kết.
danh sách những thanh củi tiếp theo sổ khám là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vừa qua các cơ quan chức năng đã phối hợp ngày càng hiệu quả, thống nhất cao trong hành động có kết quả thiết thực, nhân dân theo dõi và bày tỏ đồng tình. Nhìn lại 5 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có số lượng công việc nhiều, nhiều vụ án lớn tồn đọng lâu năm đã tiếp tục triển khai xử lý. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là cần thiết và đúng. Nhiều nơi đã làm tốt, không ỷ lại cấp trên và gương mẫu thực hiện, thể hiện sự thống nhất trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả hơn, thật sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược. Từ sau phiên họp thứ 23 tháng 1 năm 2023 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới tích cực, đồng bộ hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương. Nổi bật là các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về các tội tham nhũng chức vụ kinh tế. Khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án với 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án. Kết thúc điều tra 3 vụ án với 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án với 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án với 51 bị cáo. Nhất là đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực, nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, như các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương. Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, các vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát, các vụ án liên quan đến các công ty IC và các đơn vị liên quan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, sau mỗi phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhiều người và dư luận rất quan tâm, trong đó có nhiều dự án lớn đã tồn đọng mà chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện, xử lý các vụ việc đều rất nghiêm nhưng mà thuyết phục. Trong đó có nhiều vụ án khó, chúng ta làm rất bài bản, đúng chức năng nhiệm vụ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai. Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên. Trong đó có một nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan có chức năng tiếp tục được chú trọng tăng cường từ đầu năm đến nay. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như khởi tố điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang, 2 cán bộ tòa án nhân dân và 1 cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra giám sát của các cơ quan thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước và 12 cán bộ thanh tra các địa phương. Xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện, thành phố của tỉnh An Giang. Đặc biệt, các ban chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào hoạt động nề nếp hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận huyện như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước, được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Chống tham nhũng, minh chứng sống động về một mô hình thể chế. Thưa quý vị, đặt trong dòng chảy thể chế hội nghị toàn quốc sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hôm qua đang tiếp tục phát đi tín hiệu về quyết tâm không lay chuyển cũng như bước đi khoa học về tổ chức của Đảng trong lĩnh vực chống giặc nội xâm này. Tín hiệu ấy không chỉ là thái độ nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn đã nung nấu từ rất lâu mà còn được minh chứng bằng những con số biết nói. Chỉ 3 tuần sau khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương, đầu tháng 6 năm 2022, Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo mô hình song trùng, trực thuộc vừa chịu trách nhiệm là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương, vừa chịu trách nhiệm đồng thời phát huy trách nhiệm tỉnh ủy, thành ủy mà trước hết là Ban thường vụ địa phương.
2 tháng sau, toàn bộ 63 trên 63 tỉnh thành hoàn tất việc thành lập cơ cấu chỉ đạo đặc biệt này. Không thành lập cho có, được chăng hay chớ, đầu voi đuôi chuột, sau một năm hoạt động, 63 ban chỉ đạo cấp tỉnh ấy đã có những hoạt động cụ thể, không chỉ là 440 phiên họp để xây dựng các quy trình, quy chế, quy định công tác, kết quả cụ thể hơn. Chỉ trong một năm qua, ở cấp tỉnh, thành phố đã khởi tố 530 vụ án với 1.858 bị can về nhóm tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ, tăng hơn 800 bị can so với năm 2021. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm là bí thư chủ tịch, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, kể cả đã nghỉ hưu, đã được chính các cơ quan bảo vệ pháp luật sở tại khởi tố. Nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bắt tạm giam một tháng trước là một ví dụ. Đây là điểm khác biệt lớn khi mà hàng chục năm qua, cán bộ cấp này phải cơ quan tố tụng trung ương mới sờ gáy được. Những kết quả như vậy cho thấy việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh đã giúp cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đỡ phần nào tình trạng trên nóng dưới lạnh, nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, hệ thống chính trị nước ta được thiết kế theo nguyên tắc phân quyền rất mạnh cho cấp ủy địa phương, nhất là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương. Đây là cấp có đầy đủ công cụ trong tay, từ tổ chức đến kiểm tra, từ thanh tra đến điều tra, truy tố xét xử. Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh với kết quả hoạt động một năm qua cho thấy sự nhất quán của mô hình thể chế ấy. Trung ương không làm thay địa phương, Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chứ không làm thay công việc của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Đặt trong dòng chảy thể chế ấy, một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh đang cung cấp những dữ liệu sống động, khẳng định ngày càng rõ hơn tính đúng đắn không chỉ của mô hình tổ chức này mà còn tiếp tục chứng minh tính tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn của mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi cả nước. Tướng Công an chiếm đoạt 35 tỷ đồng, chỉ lãnh án 10 năm tù, liệu có hợp lòng dân? Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Ca từng chỉ đạo vụ cưỡng chế đầy tranh cãi tại Tiền Lãng mà ông tự gọi là trận đánh đẹp và cần viết thành sách. Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca trong những ngày qua đã hầu tòa với mái tóc bạc trắng, cùng dáng vẻ được báo chí miêu tả là gầy gò, tiều tụy chỉ sau một năm bị bắt giữ. Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, ra tòa cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai vợ chồng ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đức và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. Xuất hiện ở phiên tòa sơ thẩm, không chỉ ngoại hình thay đổi, chân ông Đỗ Hữu Ca cũng bị đau nên được tòa cho phép ngồi nghe cáo trạng. Công đường là trốn mà hơn 10 năm trước, bị cáo Đoàn Văn Vương đã phải hầu tòa và nhận bản án tù sau một trận đánh đẹp của ông Đỗ Hữu Ca. Giờ đây, chính bản thân Đỗ Hữu Ca ở tuổi 66 lại trở thành bị cáo của một vụ án khác và phải tới trốn công đường với tư cách người bị xét xử. Theo cáo trạng, vị tướng công an về hưu đã nhận 35 tỷ đồng để chạy tội cho vợ chồng ông Đức. Trước đó, hai người này đã bị bắt và truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Ngày đầu ra tòa, tướng Ca phủ nhận cáo trạng. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, ngày hôm sau, ông bất ngờ nhận tội. Nhận tiền nhưng không biết là 35 tỷ. Trình bày trước tòa, thoạt tiên, ông Ca một mực phủ nhận việc mình bảo vợ chồng ông Đức bà Anh mang tiền đến nhà để chạy án. Theo ông, vợ chồng ông Đức tự mang tiền đặt vào phòng ngủ và phòng khách nhà mình, chứ mình thì coi ông Đức như một người em, muốn gọi ông Đức về để tư vấn khắc phục hậu quả và đưa đi đầu thú. Tôi nói với Ngọc Anh rất kỹ, không hề bảo mang tiền chạy tội và không bảo mang tiền đến nhà tôi, ông Ca khẳng định. Ngọc Anh mang tiền đến không báo trước, không nói rõ tiền gì và bao nhiêu, số tiền đó để trong nhà hơn một tháng mà tôi không biết cụ thể. Sau này khi giao nộp, cơ quan công an kiểm đếm, tôi mới biết đó là 35 tỷ đồng, ông Ca trình bày. Ông Ca nói rằng sau khi nhận được tiền thì đều mang vào gầm giường phòng ngủ để tiện giữ thôi chứ không đếm. Bịch tiền 35 tỷ đồng này nếu chỉ toàn tờ có mệnh giá 500.000 đồng thì trọng lượng cũng tới vài chục cân. Nếu tiền gồm các mệnh giá nhỏ hơn thì con số còn lớn hơn nữa. Nhưng ông Ca bảo không rõ, không biết cụ thể. Tôi không ý thức gì về việc này
nên Thành mặc nhiên, tôi chấp nhận chạy tội cho Ngọc Anh, tôi không có ý đồ chiếm đoạt số tiền, ông Ca nói. Trong khi đó, phía bà Ngọc Anh khai rằng bà đã đến gặp ông Ca để đòi tiền nhưng không được trả và còn bị mắng đuổi về. Khi hội đồng xét xử và viện kiểm sát hỏi về vấn đề này, ông Ca khai rằng bà Ngọc Anh ngồi gần bao tiền mà có nói gì đâu. Nếu nói thì mừng quá, trả lại ngay. Sau khi nghe lời khai của người anh, người em là ông Đức đã bộc phát cảm xúc và kêu rằng lời ông Ca là vô cùng phi lý. Có một người anh dám làm không dám nhận, khiến tôi bây giờ sống không được, chết không xong. Nếu anh ấy tư vấn tôi đầu thú thì đã không ra cơ sự thế này. Ông Đức nói rằng ông không điên mà tự dưng mang tiền tới cho ông Ca và ngỏ lời xin lại số tiền chắt chiu từ bé tới giờ. Về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Ca nhiều lần khẳng định mình không thỏa thuận chạy tội. Ông từ chối trả lời khi được hỏi vì sao không tìm cách trả lại tiền nếu không có ý định chiếm đoạt. Sau một đêm suy nghĩ, ông Ca đã xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố và xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đêm qua tôi về suy nghĩ rất nhiều, bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ, chưa tương xứng với hành vi của mình. Tôi nghỉ hưu đã lâu, suy nghĩ pháp luật lỗi thời, tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn. Theo giải thích, phân tích trước tòa, tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng, kết luận điều tra đã nêu. Ông Đỗ Hữu Ca nhận tội. Trong lời cuối cùng, ông Ca đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, ngành công an và người dân Hải Phòng. Cả đời công tác không sao, đến thời điểm cuối đời lại có hành động vô đức làm ảnh hưởng đến cơ quan đoàn thể. Một lần phạm tội lại vào thời điểm cuối đời khiến tôi vô cùng ân hận và đau khổ, ông Ca nói. Đến cuối cùng, ông Ca vẫn cho rằng mình phạm tội là do lụy tình vì thương đàn em. Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Đức bày tỏ xin hội đồng xét xử giảm tội cho anh Ca, còn tôi không cần gì cả. Hội đồng xét xử đã tuyên 10 năm tù. Trước đó, các luật sư bào chữa cho rằng bản án đề nghị đối với ông Ca quá nặng so với số tiền chiếm đoạt và cho rằng hành vi của ông Ca không gây nguy hại đến xã hội. Nhóm luật sư đã đề nghị không cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bác bỏ. Pháp luật phải nghiêm minh, bất kể là ai, chúng tôi đã xem xét vào tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, có cả các đơn xin giảm nhẹ của ông Ca. Trận đánh đẹp Tiên Lãng. Ông Đỗ Hữu Ca có lẽ được biết đến nhiều nhất với vai trò chỉ huy vụ cưỡng chế đất Tiên Lãng vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, khi còn đương chức Giám đốc Công an Hải Phòng. Vụ cưỡng chế thu hồi đất với gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã trở thành sự kiện chính trị lớn và được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai tại Việt Nam thời đó. Lúc thực hiện vụ cưỡng chế đất, ông Ca nói rằng đây là một trận đánh đẹp, cần viết thành sách. Ngày 10 tháng 1 năm 2012, ông Vươn và ba bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Vào tháng 2 năm 2012, Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận rằng các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đều trái luật và yêu cầu sớm khởi tố. Điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vươn. Sau đó, tổng cộng đã có 50 cá nhân và 25 tổ chức liên quan đến vụ Tiền Lãng bị kiểm điểm xử lý. Khoảng hơn một năm sau, ông Ca được lên hàm thiếu tướng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ vài tuần trước phiên phúc thẩm của ông Đoàn Văn Vươn. Một vụ án khác cũng liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca và gây xôn xao dư luận là vụ án của tử tù Nguyễn Văn Trưởng xảy ra vào năm 2007. Ông Đỗ Hữu Ca là một trong những lãnh đạo đã tham gia chỉ đạo phá án. Thời điểm đó, ông Ca là Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra thành phố Hải Phòng. Năm 2019, ông Ca từng kể rằng ông đã mất ăn mất ngủ, có ngày chỉ ăn một gói mì tôm. Quyết tìm ra thủ phạm là Nguyễn Văn Trưởng chỉ trong 45 ngày. Được xử lý nhanh như vậy, đây lại là một vụ án có nhiều chi tiết tranh cãi với cáo buộc có dấu hiệu sai phạm tố tụng. Bản án tử hình đối với Nguyễn Văn Trưởng vì thế đã gây ra nhiều sự phản đối. Tháng 8 năm 2023,
khi có tin tử tù Nguyễn Văn Trường sắp bị xử tử, đã có gần 5.000 người kiến nghị gửi đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin hoãn việc thi hành án. Trên đây là thông tin về cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Tướng Công an chiếm đoạt 35 tỷ đồng, chỉ lãnh án 15 tù. Triệt xóa đường dây mua bán tàng trữ súng đạn liên tỉnh. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây Công an tỉnh Bình Định phối hợp Bộ Công an đã triệt xóa đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Công Minh, 27 tuổi, ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước cầm đầu. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 nghi phạm và đang tiếp tục truy xét, củng cố hồ sơ xử lý vụ mua bán tàng trữ súng đạn liên tỉnh. Theo thông tin ban đầu từ Công an, gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ án băng nhóm đánh nhau, trong đó có 6 vụ án các đối tượng có sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bình Định đã xác lập chuyên án 323S để đấu tranh, triệt xóa tình trạng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí. Các lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng các phòng chức năng triệu tập 4 người ở huyện Tuy Phước, Bình Định, gồm Nguyễn Công Minh, 27 tuổi, ở xã Phước Hòa, Nguyễn Đức Kha, 22 tuổi, ở xã Phước Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì và Ngô Sĩ Việt Nam, 19 tuổi, ở xã Phước Thuận để làm việc. Qua khai thác thông tin và khám xét nơi ở của 4 thanh niên này, Công an thu giữ 9 khẩu súng và 87 viên đạn, trong đó có 7 súng quân dụng, 1 súng pháo, 1 súng đạn cao su. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay, đây là lượng súng đạn lớn nhất từ trước đến nay được Công an phát hiện, tạm giữ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ lời khai ban đầu của 4 nghi phạm, ngay trong tối 21 tháng 6, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tạm giữ hình sự đối với Nông Quốc Việt, 32 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk, người cung cấp súng cho nhóm thanh niên ở Bình Định. Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã gặp gỡ, biểu dương và khen thưởng đột xuất ban chuyên án 323S nói chung và Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng trong việc đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng. Qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng và củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ông Tuấn cũng yêu cầu Công an tỉnh Bình Định tiếp tục đấu tranh xử lý nghiêm khắc các đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng súng trái phép liên tỉnh theo quy định pháp luật. Điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất phát hành sách giáo khoa. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, Bộ đang mở rộng điều tra vụ án. Theo Thiếu tướng Thành, nhiều năm qua tình trạng viết, in ấn, phát hành sách giáo khoa gây ra nhiều nhức nhối, bức xúc, đặc biệt là về giá sách cũng như vấn nạn sách giáo khoa giả. Từ đó, Cục C03 đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ một số hành vi vi phạm, xử lý hành vi in ấn sách giáo khoa lậu. Bộ Công an cũng tập trung điều tra về giá thành và những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất phát hành sách giáo khoa. Cũng theo lãnh đạo Cục C03, cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ tình trạng giá thành những bộ sách tham khảo quá cao, cao hơn mức sống của người lao động. Trước đó, ngày 13 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thái, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Đinh Quốc Khánh, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng, bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và ông Đinh Quốc Khánh, thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Sau khi trúng thầu, ông Nguyễn Đức Thái và Nguyễn Thị Thanh Thủy nhận được lợi ích vật chất từ bà Tô Mỹ Ngọc.